Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của anh Thanh Tùng Thanh Phi, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số dòng cúc thọ hương với lại cúc vạn thọ mai đại lộc nữa ha với cô chú anh chị. Mai của anh Thanh Tùng Thanh Phi thì ở xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã luôn yêu thương theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho anh Thanh Phi ở những clip trước. Chúc quý cô chú mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Dạ ngoài những cây bonsai để phòng khách ra thì anh cũng có một số cây mai tàng lớn nữa quý cô chú anh chị. Dạ, cây mai dảo ghim tàng lớn cô chú anh chị ha. Phong lớn hoành cây này thì được 45, chiều cao là khoảng 1m7 thưa cô chú. Tán ngang cỡ 1m4 ha. Hoành được 45, cô chú anh chị mình ưng ý những cây lớn liên hệ với số điện thoại của anh giúp em ha. Cây này thì mình đã con đàn sau Tết luôn ạ, đang đi cây đợt non mạnh nha cô chú. Dạ có cúc thọ hương ghép với phôi mai vàng, phong lớn luôn á quý cô chú anh chị. Dạ cây này thì em thấy cái chột ghép nó cũng cỡ cái điếu thuốc ăn lên ngón út nha quý cô chú ha. Hoành của cây này thì chắc cũng tầm khoảng 40 ngoài á cô chú anh chị. Nở cũ nở đế luôn ạ. Dạ cây bên trong thì cũng là giảo hà kim luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi bây giờ em xin mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của vườn mai anh Thanh Phi luôn ạ. Dạ em xin chào anh Phi ơi. Ôi, chào Mỹ Phương, chào kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Chào bà con trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023. Dạ, 22 hả? Xin lỗi bà con, hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2023 bà con. Nhà vườn Thanh Tùng Thanh Phi cũng lên một clip mai là ghép thành phẩm và có một số mai chưa ghép. Dạ. Phôi mai thì cũng không có gì hơn là cảm ơn bà con đã vừa qua đã ủng hộ nhà vườn. Nhà vườn cũng thành thật biết ơn. Mong bà con thương tình giúp đỡ cho nhà vườn clip này ạ. Dạ. Clip này là cái clip dần A nha bà con. Nhưng mà ship thì ở nhà vườn của Thanh Tùng Thanh Phi cũng là ship toàn quốc như mọi khi. Và không có ship chậu nha bà con. Dạ. Rồi không có mất thời gian của bà con, nhà vườn sẽ vô cây số 1 nha bà con. Dạ mã số 1 là một cây đại lộc. Bonsai lùng lực luôn cô chú anh chị, mai đại lộc mã số 1A ha. 1A. Dạ. A1 cũng được. Cây này mình ghép được bao năm anh ha? Cây này nữa là năm nay nữa là 3 năm nè. Hết năm nay mới được 3 năm nha. Là cái chột ghép là nó cỡ bằng cái ngón út ăn lên đó mấy cô chú anh chị. Cái phôi thì rất là lùng lực thế à. Nó già cây lắm, ngay này để dữ. Nhưng mà đây có cái này không phải là cái này không phải là lũa, nhưng mà nó là nó bị thẹo thôi. Cái rễ nó vẫn còn nguyên, không có lũa. Dạ. Nó lũa là khi nào lũa là chết cái rễ mới lũa. Dạ. Còn cái này cái rễ nó có nhưng mà cái đó bị thẹo nha bà con. Dai đế bỏ đều luôn quý cô chú anh chị. Nó đang kéo nhựa liền, kéo nhựa mạnh cây lắm. Đây là hoàng là già mùa luôn cô chú anh chị ha. Cái form thì nó tròn do hả quý cô chú. Dạ rồi em xin số đo luôn anh nha. Đâu ở đây, đây có, nó có cái nhánh tử ở bển nha bà con, lòn vô đây lộn qua không được rồi, lo vị trí này đi ha. Rồi hoành chỗ này là 38. Dạ, vị trí này 38. Cái cụm đế nè, đế này cụm đế là 70. Dạ. Hoành đế nè,
Hoành đế là 120. Chiều cao là 88. Tán ngang 90. Rồi cây một đại lộc này em có giá là 4.500.000 nha bà con. Dạ, mã số 1A ha mấy cô chú anh chị, 4.500.000. Rồi em bao ship toàn quốc nha. Em gỡ chậu ạ, không có ship dạ, chậu nha bà con. Mẫu tử luôn ha mấy cô chú anh chị, cây này có cây tử kế bên luôn ha. Có cây tử kế bên. Dạ, đại lộc già mùa. Cây này thì Tết nay nữa là cái tàn dữ lắm luôn nha. Tàn đều lắm bà con. Cái này về bà con cắt xương lại rồi vô phân là Tết nay là tàn dữ lắm cái tàn. Dạ. Tiếp theo cây mã số A2 á cô chú. Rồi tiếp cây A2 cũng là cây đại lộc nha bà con. Dạ. Ở những clip trước thì em có chia sẻ là bông đại lộc tại vườn của anh cũng chuẩn bông nhau với cô chú anh chị. Ở đây nó có cái búp tròn tròn này với cô chú anh chị ha. Đại lộc mà búp tròn là không có đốc nha bà con. Dạ. Cây này cũng già mùa luôn hả anh ha? Già mùa, cây này nó cũng như cây trước. Dạ. Năm nay nữa là 3 năm. Dạ. Thân lắm. Năm nay nữa 3 năm là gã được rồi đó anh ha. Gã được rồi. Dạ, đế đám là ngân lành nha cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn ha. Đây này. Rồi, hoành là 25 nha bà con. Dạ, 25 rồi. Cũng đế là 60. Dạ. Chiều cao là 108. Tán ngang là 87. Rồi, cây A2 đại lộc này là có giá là 3 triệu chẳng nha bà con. Dạ, 3 triệu chẳng luôn cô chú anh chị. Khéo, cái dáng nó khéo lắm cô chú anh chị. Trong cây này sửa vô dây hết rồi, bà con về là cứ để vậy là vô phân là chơi Tết thôi. Dạ. Rồi tiếp theo cây bản rồi, số A3 tiếp tục là cây A3. Cũng là cây đại lộc nha bà con. Dạ, đại lộc này dáng lông phôm lùng liền nha cô chú anh chị. Lùng liền thấy dễ thương lắm. Đó, thân nó dặn lắc tay cành đóng điện trưng luôn ha. Hàng này cũng già mùa, thân lắc mà đế cộng ghế lực lực không mà quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin số đo 3 dòng nữa ha. Cây này là em chỉnh sửa hết trơn, dây vô dây hết nha bà con. Rồi hoành thân là 24. Dạ. Hào hào hoành đế đi. Đế nó nằm dưới quá khó. 60 hoành đế. Chiều cao 73. Tán ngang là 74. À, cây A3 này nó có giá là 1.800.000 nha bà con. Dạ, 1.800.000 nha quý cô chú anh chị. Cây đại lộc già mùa mà tàn đều luôn ha. Cây A4 cũng là cây này là cây tư long nha bà con. Dạ, lùng lực. Cây lùng lực dáng quá đẹp luôn bà con ơi. Nói chung là cái cây mà thôi không là người ta bán là có giá 1.000.000 ngoài rồi. Dạ, cây này cái chồng ghép là đã to lắm rồi đó mấy cô chú. Còn đằng này nhà vườn của em là ghép thành phẩm hết nha bà con. Chỉ là mua về là vô chậu là chơi Tết thôi. Dạ, đế thì bỏ đều luôn mấy cô chú anh chị ha. Cây này thì có cái đuôi nha cô chú anh chị. Rồi, em xin xuống số đo luôn anh ha. Hoành là 21. Dạ. Hoành đế 87. Dạ. Chiều cao 62. Tán ngang 88. Cây này mình ghép giống mai gì vậy anh ha? Cây này là cây tư long. Dạ. Cúc dạ. Tư long dán hoa sai nha quý cô chú anh chị. Rồi cây A3 này em có giá là 2.300.000 nha bà con. Dạ, 2.300.000. Dạ cô chú anh chị mình test mặt bông luôn ha. Bông đẹp lắm. Dạ. Đẹp có chủ. Chi đều đều hết. Trong dạ. Là... em đỏ luôn ha. Rồi. Rồi tiếp tục là A5. A5 là cây đại lộc nha bà con. Cái này thì phơm cao hơi xíu ha cô chú anh chị. Phơm cao tàn đều.
chọc ghét thì cũng cởi từ tiếu thuốc ăn lên có thuốc của mình luôn ha. Đã vô dây chỉnh sửa hết trơn luôn ạ. Cái dáng nằm dài luôn nha cô chú anh chị, ngỡ đế luôn ha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Cái hoành là 25. Củ đế, củ đế là 48. Chiều cao 100. Tán ngang 103. Rồi cây A2 này em có giá là 2.900.000 nha mọi người. Dạ 2.900.000. Cây này năm sau nữa là cái tàn nó bung ra là lớn lắm nha quý cô chú anh chị. Cái chọn mấy cái đầu mặt cắt này kéo nhũ rất là mạnh luôn ha. Rồi 2.900.000 cây mã số A5. Em đổi luôn nha. Rồi tiếp tục là cây A6. A6 nha cô chú anh chị. A6 là cây đại lộc nha bà con. Dạ. À, dáng quá đẹp bà con ơi. Dáng xinh xinh tròn vo cái tàn luôn. Rất lượng khéo cây lắm cô chú anh chị ha. Cây này mình chỉ ghép có 7 bo và đàn đều nhau với cô chú anh chị. Sữa rất đẹp nhưng mà con tiều tàn lắm. Dạ. Thân lắc đế còn ghế lực lực luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi em xin số đo ha. Rồi hoành là 20. Dạ. Hoành đế là 77. Chiều cao 64. Tán ngang 77. Rồi cây A6 này có giá là 2 triệu nha bà con. Dạ 2 triệu nha cô chú anh chị. Cây này về mình thay cái chậu men bắt tiên cái nữa là ngon lành luôn nha. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi, em đổi cây đúng rồi, tiếp tục A7. Cây A7, cây này cây cúc Thọ Hưng bà con. Cái tàn quá trời quá luôn. Quá trời cái tàn luôn bà con ơi. Tết năm 2024 là cái tàn còn giữ nữa nha cô chú. Này bà con có xiên chút xíu về nhà cắt bớt chút. Thằng già mồ luôn anh ha. Già mồ luôn, liều tàn luôn. Dạ. Thân lắc luôn à. Dạ, đế thì có đế đều nha quý cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn ha. Hoành là 20. Dạ. Cụm đế là 63. Chiều cao 110. Dạ. Tán ngang là 90. Rồi cây A7 này em có giá là 2.700.000 nha bà con. Dạ. 2.700.000 nha cô chú anh chị, một cây thọ hương già mùa nha. Cây này giờ mình lấy voi được tiền luôn á, giữ lại năm sau chơi Tết luôn. Đã luôn á cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn ha. Rồi đổi cây luôn. A8. A8 là cây đại lộc nha bà con. Dạ. Và đại lộc và thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Thân lắc lửa rắn đẹp luôn bà con. Ghép thì cả bằng cái nón út nón chỏ của em luôn ha. Mặt cắt ở trên đầu kéo rất là mạnh luôn á cô chú anh chị. Rồi cây này này nó đây là cái chày nha bà con, chứ không phải là cái thẹo. Chày cho nên đang giờ đang kéo nhựa. Nếu cái thẹo là nó, nếu mà cái nó bị lũa là nó phải dẫn từ dưới rễ dẫn lên. Dạ. Là bị lũa này bị chày. Kéo nhựa hay đang kéo nhựa? Đang kéo nhựa. Dạ. Nó cây mạnh bình thường không có sao. Rồi, em xin số đo ha. Cây này cũng đẹp lắm bà con. Hoành là 28. Dạ, 28 hoành. Cây này nó cây này lớn hoành. Hoành đế là 57. Chiều cao 90. Tán ngang 87. Rồi cây A8 này có giá là 2.800.000 nha bà con. 2.800.000 nha cô chú, một cây đa lộc già mùa luôn nha. Cái cây này nó có cái mặt thẹo bớt của bà con á. Dạ. Rồi, em đổi cây nha. Thì tiếp tục là cây A9.
cái thỏ hướng nha bà con. Cái này dáng trực. Dạ, em này phơm cao nha quý cô chú anh chị toàn thông luôn. Phơm cao. Dàn xuông chi cành đều tứ diện hết rồi cô chú anh chị. Đều hết. Cái thân nó con lắm nhìn đã lắm cô chú anh chị. Nó có gân. Nó đang tập tạ nổi gân nha. Dạ, đế thì phải chơi luôn cô chú anh chị. Nó gom cái đồ đế lại nha cô chú anh chị. Rồi, em xin thông số đó ha. Cây này thì cái tà hoành thì nó nhỏ mà, nhưng mà nó được cái tàn cao con, tàn thông. Hoành nó có 18 mà. Bộ đế nó là được 90. Ủa 60, lộn nhìn thước nữa, xin lỗi mà con. Không được bỏ. Vậy không được bỏ. Rồi, chiều cao là 116. Quá cao luôn. Tán ngang là 91. Rồi cây A9 này thọ hương có giá là 2.700.000 nha bà con. Dạ, cây phơn cao nha cô chú anh chị, 2.700.000. Dáng trực phơn cao rất đẹp bà con hơn. Rồi cây mã số A10. Rồi cây A này là cây A10. Cây này có phơn rất đẹp nha, bộ đế rất đẹp bà con. Dạ, mình giúp chúng ta chị ha. Cái này là đại lộc nha bà con. Dạ. Cũng là hàng già mùa luôn. Già mùa, những cây này tốt lắm. Đây nó có cái này là lũa nhưng mà con, cái này nó nãy là không phải lũa nhưng mà này lũa thiệt. Đây nó có cái rễ hư, nó dẫn xuống đây nhưng mà cái rễ này nó đã cắt bỏ rồi. Dạ. Cho nên bây giờ nó kéo nhựa lại bình thường, nó vẫn tốt bình thường. Dạ, đế thì nó gom cái nồi đế này nha cô chú chị. Dạ, em xin số đo luôn thế à. Hoành là 20. Cổ đế là 66. Đo thất nữa không nhiều mà. Mình đọc 99. Ừ. Chiều cao 73. Tán ngang 72. Nói chung cái cây này với bà con là nó bị lũa, cho nên em bán cái giá là cho bà con là vừa chơi. Em bán cái cây này là một giá là 1.500.000 nha bà con. Dạ, 1.500.000 nha mấy cô chú anh chị. Cây đại lộc già mùa đế đẹp luôn ha. Rồi, em đổi cây luôn rồi. 11 là cũng là cây đại lộc nha bà con. Đây là cây đại lộc là dáng đẹp lắm bà con. À, thân lắc luôn quý cô. Tàn thông, tàn đều luôn. Chi cành tứ diện luôn ha. Nói chung là nó cái dáng nó như con thú vậy đó. Dạ. Ngồi như thú ngồi thôi. Nó dọc là... ghép thì liền lạc hết trơn. Đúng rồi. Nó kéo vỗ rất là mạnh ha. Dáng mà nó giống như thú chứ không phải thú nha. Cái này đế nó cũng gom cũ nữa cô chú anh chị, cái cọng rễ nó chà bá hơn luôn ha. Dạ, rồi em xin số lô luôn nha. Cái lô mai này em chỉnh sửa dây điều hết nha bà con. Bà con về là chỉ cứ vô sang chậu qua rồi là vô phân tứ thuốc là chơi tết thôi. Không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Rồi hoành là 25. Cọng đế 50. Chiều cao 88. Ủa, 98 xin lỗi bà con. Tán ngang 106. Rồi cây A11 này là lộc em có giá là 3.200.000 nha bà con. Bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0794201772, đó cũng Zalo của em luôn nha bà con. A12 cũng là cây đại lộc nha bà con. Cây đại lộc này nói chung tàn thì nó chưa có được dày mấy, nhưng mà cây pho, cái bo của nó là cũng chột cũng bự nha bà con. Dạ. Ghép đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Nhưng cây này ghép mới được có 1 năm mà, năm nay nữa là năm 2. Dạ. Cây trực lắp. Trực lắp đúng rồi, bộ đế nôm rất đẹp luôn. Cây này là gom bộ đế ha. Bà con nào là chốt cây này là ok luôn nha bà con, cây này là đẹp nhất nha bà con. Xù xì hết trơn luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi, em xin số đo luôn nha. Hoành là 25. Dạ.
Cụ đế là 77. Chiều cao 90, tán ngang 68. Rồi cây A12 này em có giá là 3 triệu chẳng nha bà con. Dạ 3 triệu chẳng cô chú anh chị ha. Cây này khéo dáng nha cô chú. Tết dạ, này nó là khéo. Cái tàn kính mịch luôn nha. Rồi em đổi nha. À, dạ. Cây này là cây tư lông nha bà con. Rồi phân lùng lực nha cô chú anh chị. Tư lông mình ghép được tư bao lông. Lâu mà anh thấy chọc ghép lớn anh ha. Cây này nữa là 3 năm nè, là 3 mùa nè. Chọc ghép nó bự hết rồi, bằng ngón tay vậy rồi bà con. Cái phơ nó già lắm cô chú anh chị, cái đất già nó nu nặng xù xì luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Rồi hoành là 35. Hào hào hoành đế nè. Quỳnh đế là 75. Dạ. Rồi 35, 75. Căng quá. Con gì anh? Con gì không? Chiều cao là 84. Ráng chút xíu nữa 85 được quá. Tán ngang là 89. Dạ. Rồi cây tư lông này A13 này có giá là 2.800.000 nha bà con. Dạ 2.800.000 nha cô chú anh chị. Ừ, hàng già mùa luôn ha. Cái phôi nó rất là già mà đều tàn đó nha cô chú anh chị. Tiếp tục là cây A14. Cây này là cây dảo Thủ Đức nha bà con. Dạ A14. Cái dáng nó cũng khéo lắm nha cô chú. Dáng khéo lắm, có cái đuôi nữa. Tàn thì ấm tàn hết trơn đấy nha. Cái này mình ghép cũng già mùa anh ha. À đúng rồi, cũng 3 mùa nữa nè. Dạ. Chung ở đây em bán mấy mùa, em nói mấy mùa. Đế đẹp luôn đó cô chú anh chị. Có cái đuôi luôn nha. Dạ, em xin số lần nha. Hoành là 21. Củ đế là 34. Chiều cao 72. Tán ngang 100. Rồi cây A14 này em có giá là 2.600.000 nha bà con. 2.600.000 nha cô chú anh chị, dảo Thủ Đức già mùa ha. A15. Dạ. A14 và A15 không? Rồi cây này A15 là cây đại lộc nha bà con. Rồi, cũng là một em trực lắc luôn quý cô chú anh chị. Cây trực lắc tàn quá trời tàn đều luôn bà con ơi. Cái chọt ghép mà nó cái nhựa nó liền luôn rồi đó cô chú anh chị. À, cái phôi không mà chi cành tứ diện rồi cô chú anh chị ha. Thân lắc khéo nè. Dạ. Rồi em xin số luôn ha. Hoành là 20. Cụm đế này là 41. Dạ. Hào hào thôi. Thôi chịu hào anh ha. Chiều cao 90. Dạ. Tán ngang 100. Rồi cây A15 này em có giá là 2.600.000 nha bà con. Dạ. Bao ship toàn quốc. Đại lộc già mùa nha cô chú anh chị, 2.600. Đại lộc già mùa luôn. Cây lắc lượng rất đẹp luôn. Đợi cô chú mua phôi này không là hết 1.000.000 gần 2.000.000 rồi. Là cây A16, cây cũng cây đại lộc nha bà con. Lùng lực nha cô chú anh chị. Lùng lực cũng lắc lượng luôn. Mấy cái bao ghép này một cách nó kéo nhựa còn có chút xíu nữa là liền luôn đó cô chú anh chị. Mấy thằng này với này thì nó liền hết. Nhưng cái bao này đã liền rồi đó. Liền rồi. Cây này năm nay là 3 năm nè. Nhưng mà đây tới Tết là nó liền. Cho cô chú anh chị nó có đi tập gym ha. Bắp bắp luôn nha cô chú.
Rồi, em xin số đo luôn ha. Đúng rồi. Hoành là 23. Dạ. Cụm đế là 82. Chiều cao 75. Tán ngang là 87. Rồi cây 16A, 16 này em có giá là 2.800.000 nha bà con. Dạ, 2.800. Cây bò sai đã lọc lục lực nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi em nhìn cũng phơm lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cây này dán khéo lắm bà con. Dán chữ C. Cái này thân gọt lắc gọn chữ C êm lắm nha cô chú anh chị. Tàn thì mình ghép nhiều bo đủ tàn luôn ha. Cái này đế nó gom củ lục lắm nha cô chú. Dạ cây. Dạ. Rồi em xin số đo luôn ha. Bán luôn con lục xin nữa. Rồi hoành là 26. Cụm đế là 50. Chiều cao 76. Tán ngang 89. Rồi cây 17 này em có giá là 2.900.000 nha bà con. 2.900.000 nha cô chú anh chị. À, lùng lực khéo cây ha. Rồi em bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Không ship chậu nha bà con. Thì tiếp tục cây 18. Dạ. Cây cúc thọ hương nha bà con. Hương tàn cũng đều tàn cho nha bà con. Cũng là hàng già mùa luôn anh ha. Ba mùa, Tết năm nay nữa là ba mùa. Chọc ghép lớn rồi đó cô chú anh chị. Tết nay chơi bông phủ phê luôn ha. Trong cây này bà con mua về rồi qua cái chậu bà con con tàn vô. Dạ. Lấy bo, không lấy bo thì bà con để tưới phân vô đâm tược mới ra là ok luôn. Rồi dán lết luôn rồi cô chú anh chị. Em xin số đo luôn ha. Hoành thân là 20. Củ đế là 50. 59. Đâu rồi. Chiều cao 85. Tán ngang 100. Rồi cây 18 này thọ hương em có giá 2.700.000 mà con. 2.700.000 là thọ hương già mùa nha cô chú anh chị, đế đẹp luôn ha. Rồi tiếp tục là cây 19 nha bà con. Dạ, cái này lùng lực cái tàn chà bá lửa luôn. Lùng lực cái tàn quá trời xà cái tàn luôn bà con ơi. Dạ. Thay mà bà con mà chốt rồi em cũng đóng thùng em cũng đuối luôn. Dạ cái mâm tàn như cái mặt bàn luôn. Quá trời cái mâm. Ngày này thì bo già hết trơn á. Thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Có cái củ đế cũng đẹp lắm bà con. Dạ. Nói chung nó cũng củ đế cũng còn sâu dưới đó. Thay chất trồng lên cho nó cao lên cho nó phát triển mạnh. Dạ, em sẽ xếp đo lắm thế. Còn là 20. Cụm đế là 57. Chiều cao là 80. Tán ngang dữ lắm đó, tán ngang. Tán ngang nó 112. Dạ. Rồi cây A19 này em có giá là 2.900.000 nha bà con. Dạ 2.900.000 nha cô chú anh chị. Mâm tàn lớn mà thân lắc đế cũ nở luôn ha. Rồi em đổi cây luôn nha. Rồi A20. Mã số 20, A20 nha cô chú. A20 là cây đại lộc nha bà con. Cây này thì nó chung là nó có cái bộ đế hơi quái chút. Cũng có hàng lùng lực luôn nha cô chú chị ha. Cái chọc ghép nó chà bá lửa luôn rồi. Ghép này lớn à, cây này Tết nay tới 4 mùa nữa. Nó già hơn mấy cái kia ha. Già hơn, chọc ghép lớn lắm à. Đế sớm ngon mà bỏ đều dài đế luôn cô chú chị. Bộ đế này nó già, đế cây nó già dữ lắm, già cái cây luôn. Rồi, em xin chào.
Rồi hoành là 25. Cửu đế là 85. Chiều cao là 73. Tán ngang là 77. Rồi cây A20 này em có giá là 2,5 triệu nha bà con. Dạ 2,5 triệu Đại Lộc nha cô chú anh chị. Cây này cũng là cây hết của cái phôi ghép rồi nha bà con. Dạ. Mai ghép thành phẩm, cây này là cuối cây rồi, tới cái cây phôi. Dạ. Mốt là phôi mai vàng nha bà con. Dạ. Đỡ không khí xíu ha. Đỡ không khí đi bà con, em được cò mà 7 cây phôi mai vàng. Mã số A21. Mã số A21 mai vàng đế quái. Nói chung là mai này là mai vườn, có nghĩa là không có chỉnh sửa gì rễ thân gì hết trơn nha bà con. Dáng tự nhiên. Và cây rất đẹp. À, đế thì nó sẫm đâu mà nó cộng rễ nó bấu xuống đó mà mấy cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn anh ha. Nói chung đo hoành đây đi nha. Đây là nó có cái nhánh tử ở đây nữa nè. À, 19. Rồi đo ngay trên cái củ này đi. Củ này là 34. Rồi cụm đế nè. Nguyên cái cụm đế nó là 93. Giót đọt. Giót đọt có 10 rồi nha bà con. Đường kính bầu của nó là 38. Chiều ngang nó có 33. Cái này bà con vô cái chậu hột xài nha bà con. Dạ. Hột xài đẹp lắm. Rồi cái 21 mà phôi mai vàng này em có giá là 2,2 triệu nha bà con. Dạ 2,2 triệu phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục. Mã số A22 cũng là phôi mai vàng nha bà con. Cũng đế nó cũng lên nôm luôn á cô chú anh chị. Để nôm mà già cây mà con. Cây này cô chú anh chị mình mua cúc thọ hương hay là cúc tư long đại lộc gì của vườn anh Thanh Phi về mình ghép vô là ngon lành luôn cô chú nha. Em xin số đo luôn ạ. Hoành 25. Đó, cụm đế luôn đi. Cụm đế là 63. Đường kính bầu là 37. Rồi cái cây này là em có giá là 1,8 triệu nha bà con. Dạ, 1,8 triệu thôi mới về mã số A22 nha cô chú anh chị. A22. Rồi, tiếp tục. A23 nha bà con. Nói chung cây này là cây mai vàng, A23 cũng là bộ đế quái lắm nha bà con. Cây rất quái. Dễ là nó cắm xuống nôm lên chắc cũng có khoảng cái gang tay lắm cô chú anh chị. Cây này là lùng lực nha bà con. Dài lắm rồi cô chú anh chị, cái da nó con ngấn ở trên cô chú anh chị ha. Dạ, cái này là cái thẹo hay cái gì vậy? À đúng rồi, cái này là cái thẹo cũ lâu lắm rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, nó giờ nói chung là nó cũng không còn mạnh lắm. Nếu bà con mà không có chịu để gì á, bà con cắt ngang đây làm một cái đọt. Rồi hạ mấy cái này xuống tí nữa là bà con ghép vô. Là cây khôi lùng lực rất đẹp luôn. Nhưng mà để cái này thì nó cũng đẹp chứ không có sao bà con. Em xin số đo 3 vòng luôn anh ha. Rồi. Cây này là đúng là 3 vòng. Giờ không biết rồi vòng nào chứ bây giờ coi cái vòng này đi. Cái dòng tổng của nó đi. Dòng tổng của nó chạy. Nó là 41. Dạ. Cụm đế nè. Hiện cụm đế nó là 62. Dạ rồi. Cốt chủ của nó nha nè. Nó là 16. Dạ. Cốt bên đi. Anh là 16 luôn. Đọc chủ rồi ngón tay bà con. Dạ. Mình nó đo đường kính bầu cho bà con. Rồi đường kính bầu là 35. Cái này bà con vô chậu 35 là ok luôn.
Rồi cây 23 này con, em có giá là 2.300.000 nha bà con. Dạ 2.300 nha quý cô chú anh chị. Rồi em thử luôn ha. Là cây 24 là cây mini nha bà con. Mini nhưng mà già lắm rồi. Già dễ cưng lắm bà con ơi. Già là dễ cưng ha. Già mà dễ cưng lắm. Nu nu nần nần trơn nha cô chú anh chị. Mấy cái này là nó cũng như là nó muốn sầu á. Mấy cái này là nó muốn lên sầu hết. Mấy cái đường này nè, nó muốn lên sầu hết. Đế sổm nôm mà nó gom nồi đế nha cô chú anh chị. Nói chung là nó sổm nôm nó tựa tựa như con thú. Dạ rồi em xin nhưng mà không phải là thú. Nốt mai. Rồi em đã hoành đây nha. Hoành đây là 18. Dạ. Củ đế là 40. Giót đọt là 13. Đường kính bầu là 25. Rồi cái này vô chỗ 25 là quá đẹp luôn bà con ơi. Rồi cây 24 này có giá là 900.000 nha bà con. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Cây A25 hết rồi chứ anh chị. Rồi cây A25 là cây cũng là gốc mai vàng nha bà con. Cây này đúng lùng lực luôn. Quá trời lực luôn bà con ơi. Cái này nói chung là nó có dáng nó tựa tựa như thú nha bà con. Dạ. Nó có hai chân trước nè thấy không? Đó. Cái mặt bên đây nhìn giống thú nè, cô chú anh chị ha. Bên đây là cũng có chân đồ đầy đủ nha bà con. Cái dây đế bỏ xuống lục lắm cô chú anh chị. Bên đây là nó có rễ nó tuốt ở trên trời này nè. Cho nên cắt bỏ chứ không phải nó cắm rồi cắt bỏ bà con, tuốt ở trên xấu lắm. Cho nên cắt cái này bỏ coi nó nhìn cái cây nó được hơn nha bà con. Nó gom cái củ đế này rồi theo cô chú anh chị. Dạ rồi em xin xét đôi luôn ha. Cô chú mình thích cái xác lớn thì mình chọn cây này nha cô chú anh chị. Rồi hoành là 43 nha bà con. Dạ. Hoành thân củ đế đi. Củ đế là 98 anh. 98. Dạ. Cái đọt trên hơi bự. Trăm người. Dữ nè. Đặt trên 30. Dạ 30. Đường kính bầu là 43. À cái nồi 43. Cái này bà con vô cái chậu 40 được rồi. Ép chậu nè. Gom cái nồi đế ha. Rồi, cây A25 này là em có giá là 3 triệu chẳng rồi con. Dạ, 3 triệu chẳng một cây bonsai lùng lực nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em đổi cây luôn ha. A26 nha cô chú. Rồi, cây A26 là cũng mai vàng nha bà con. Dạ, cái này thì lùng lực nở củ cốt cành có nha cô chú anh chị. Bỏ bộ rễ bỏ đều hết nha bà con. Cái này đó có cái mặt cắt nha bà con, nhưng mà có cái lỗ bằng ngón tay út à. Dạ. Bây giờ nó liền hết trơn rồi, còn có lỗ bằng ngón tay út nha bà con. Không có sao mạnh cây bình thường. Dạ, cái này nở cũ mà rễ cũng bỏ đều bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn anh ha. Rồi hoành là 43. Mình để hảo hảo nó nằm ở dưới khó đo này bầu tới đâu thì rễ tới viền bầu luôn á cô chú. Tới viền bầu đúng không mấy? Dạ 46. Vậy rồi lộn hoành này nó tới đâu có bốn mấy rồi trời, tới 100 mấy rồi. 114. Dạ. Tối quá không thấy đường bà con thông cảm bà con. Cái này mắt yếu à. À cái cốt cành một bên đây là dạ, 19. Giót đọt. Giót đọt có 11 nha bà con. Dạ. Đường kính bầu 45. Rồi. Thì A26 này có giá là 2 triệu nha bà con.
Dạ, phơi mai vàng mã số A26, 2 chiều chẳng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em đổi ra. Thì A27 là cây này cũng là cây cuối liếp nha bà con, cũng là phôi mai vàng. Dạ. Cây này cái nồi đế cũng đã lắm cô chú anh chị. Nói chung là cái cây, mấy cây này là mua ở trong vườn bứng là một cái bộ đế rễ này nọ là tự nhiên nha bà con. Dạ. Không có chỉnh sửa từ thân đến đế. Nói chung là nó tự nhiên của nó thôi. Cây nó cũng già lắm rồi đó cô chú anh chị. Dạ, cây giờ cây này nó rất mạnh nha bà con. Em quên nói với bà con là em bao sống bao ship cho bà con luôn. Nếu mà em bao cho bà con một tháng không, nếu mà cầm phôi nó có chết trả lại em. Rồi thứ hai nữa là bà con nào có cái nhu cầu mà mua rồi để ghép lại á, thì để nhà vườn của chúng em vẫn ghép lại cho bà con, khi nào mà bo ghép nó sống đâu đó rồi em chuyển cây cho. Nhưng mà bà con cũng tính lại cái tiền phân thuốc chi phí với tiền ghép dùm cho nhà vườn chúng em. Cảm ơn bà con nhiều nha. Xin chào ba dòng luôn. Dạ. Rồi và đây là 30. Dạ, 20. Ủa 20 chứ, xin lỗi bà con. À, thoáng quá, cái đường bà con thông cảm nha. Rồi 96. Dạ. Quỳnh đế. Nhất đọt nó có 9 rồi nha bà con. Đường kính bầu là 46. Rồi, cây 27 cây cuối clip này em cũng có giá là 2 triệu chẳng nha bà con. Dạ, 2 triệu chẳng mà số 27. Dạ, rồi cuối clip thì nhà vườn của Thanh Tùng, Thanh Phi á, là trước giờ có những cái gì sơ sót thì mong cho bà con thông cảm và bỏ qua cho nhà vườn chúng em. Không biết gì hơn cảm ơn bà con trước đây đã có ủng hộ những clip của nhà vườn. Hai nhà vườn cũng thành thật cảm ơn bà con. Thì xong mong bà con thương tình và ủng hộ cho clip kế tiếp này ạ. Rồi kính chào bà con nha. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Đa Hậu Giang không ạ.